Chúng ta xem xét một cái hàm khá thú vị bên dưới. Cái hàm này nó là một cái hàm gián đoạn, nhưng cái hàm số ngược nó lại là hàm số liên tục ha. Và có thể đối với mình thì nó hơi lạ, nhưng đối với người khác thì nó rất là bình thường. Chúng ta cần chú ý đến cái điều sau để chúng ta có đảm bảo được rằng hàm số này có hàm số ngược, đó là hàm số này hiển nhiên đó là một đơn ánh. Tuy nhiên, để đảm bảo nó là một song ánh thì ta phải cần nó là một toàn ánh. Lúc này chúng ta phải xét cái hàm số này từ tập xác định của nó nha. Từ tập xác định của nó vào miền giá trị của nó, RF ha. Chứ không phải đi vào R ha. Ở trong cái hàm số này có cái hàm signum ha. Thì cái hàm này được xác định như sau. Đây, cho sinh hoạt ha. Thì bằng bằng 1 nếu x dương, bằng 0 nếu x bằng 0, bằng trừ 1 nếu x âm. Có thể là do cái hàm signum này nó đã mang đến một cái tính chất quái dị cho cái hàm F ha. Như vậy chúng ta sẽ có được điều sau. Ta biết đường bên cái hàm F ha. Ta có F bằng x bình phương cộng 1 nếu x dương, và bằng 0 nếu x bằng 0, bằng trừ x bình phương cộng 1 trong ngoặc nếu x âm. Chúng ta có thể chứng minh được rằng cái hàm số f nè không liên tục tại không, dựa vào công cụ giới hạn một phía ha. Chúng ta có thể chỉ ra được rằng là hai cái giới hạn một phía của cái hàm số này nè nó khác nhau ha, xê ra giới hạn của hàm f tại không không tại, hoặc là chúng ta chỉ cần chứng minh được rằng là giới hạn một một trong hai cái giới hạn một phía nó khác giá trị hàm f tại không, thì chúng ta suy ra nó không liên tục ha. Giới hạn của hàm f khi tiến đến không cộng đi thì chính là giới hạn của x bình phương cộng 1 ha, khi tiến đến không, khi tiến đến không cộng. Bằng 1 ha, hiển nhiên các f tại không, tại không bằng không nha. Chính điều này dẫn đến hàm f không liên tục trên tập số thật ha, f gián đoạn này. Chúng ta dễ dàng thấy được rằng miền giá trị của hàm f, tập xác định trước đi ha, tập xác định chính là tập số thật tập xác định của hàm f ký hiệu là df này, chính là tập số thật. Miền giá trị là tập giá trị ha, dòng đi ta dễ dàng chỉ ra được là tập giá trị của nó chính là khoảng trừ vô cùng đến trừ 1 hợp với tập hợp gồm có 1/4 không hợp với cái khoảng 1 đến vô cùng ha. Rồi. Chúng ta thử tìm cái hàm số ngược của hàm f, và từ đó chúng ta chỉ ra cái hàm ngược liên tục trên tập xác định của nó ha. Ta nhận xét mà. Và cái nhận xét sơ bộ để chúng ta thuận tiện trong cái việc tìm hàm số ngược nha. Và chúng ta có fx nè, quy trình fx bằng 0 tương đương với x bằng 0. Chúng ta sẽ có fx nó lớn hơn 1 khi và chỉ khi x lớn hơn 0, và fx nhỏ hơn trừ 1 khi và chỉ khi x âm. Đây là những cái manh mối quan trọng để giúp ích cho chúng ta trong việc tìm hàm số ngược ha. Tìm hàm số, bắt đầu tìm hàm số ngược nha. Tìm f mũ trừ 1. Ta sẽ tìm hàm số ngược dựa vào các thông tin bên trên này. Với y thuộc cái miền giá trị của hàm f. Ta có
Các trường hợp sau, trường hợp thứ nhất y bằng không ha, y bằng không không sẽ dẫn đến ta xét phương trình đi, xét phương trình f(x) bằng y, dấu này là phương trình sau ha. Y bằng không thì người ta dẫn đến phương trình sau có nghiệm nhất là bằng không ha. Bằng không. Hay là chúng ta có F 10 trừ 1 tác động vào không nè. Bằng không nè. Khi y mà dương thì phương trình sau tương đương vẫn là fx bằng y, và chúng ta sử dụng thông tin bên trên á, nhằm y lớn hơn một phải dương. Mới sửa cho này nha. Khi y lớn một, chúng ta tìm những con x sao cho fx lớn hơn một tức bằng y thì tức là lớn một, thì lúc đó chúng ta có x dương nè. Và chúng ta lưu ý rằng khi x dương thì lúc đó fx nó lại bằng là x bình phương cộng 1. Rồi, từ đây chúng ta dễ dàng thấy tìm ra được con y bằng, rồi nhằm con x bằng, x bằng căn bậc 2 của y trừ 1 ha. Nhớ rằng là chúng ta chỉ lấy nghiệm dương của phương trình bên dưới thôi ha. Nó có hai nghiệm là cộng trừ căn bậc 2 của y trừ 1 nè. Do đó trong trường hợp này F mũ trừ 1 tác động vào y nè bằng căn bậc 2 của y trừ 1 với mọi y lớn hơn 1. Và trường hợp cuối cùng khi y nhỏ hơn trừ 1 thì lúc này phương trình sau tương đương là con trừ 1 cho dễ nhìn nha. Lúc này f(x) bằng y mà y nhỏ hơn trừ 1 thì lúc đó chúng ta có x âm nè. Và f(x) bằng y vẫn giữ nguyên. Khi đó khi x âm thì lúc đó f(x) nó bằng trừ x bình phương trừ 1. Ta tìm nghiệm âm của phương trình này ha, ta dễ dàng thấy y bằng trừ căn bậc 2 của trừ y trừ 1. Rồi lúc đó chúng ta có được kết luận sau. Đi ra. F mũ trừ 1 tác động vào y này bằng trừ căn bậc 2 của trừ y trừ 1 chế mẫu y nhỏ hơn trừ 1. Như vậy chúng ta có được cái hàm ngược như sau. F mũ trừ 1 tác động vào y ha, x cũng được ha, thì bằng căn bậc 2 của x trừ 1 nếu x lớn hơn 1 bằng 0 nếu x bằng 0, và nó bằng trừ căn bậc 2 của trừ x trừ 1 nếu x nhỏ hơn trừ 1 được ha. Chúng ta dễ dàng thấy được rằng bởi vì các cái hàm số căn bậc 2x trừ 1 và trừ căn bậc 2 trừ x trừ 1 là các hàm số thừa cấp. Do đó cái hàm f trừ 1 nó liên tục trên các khoảng 1 đến vô cùng và khoảng trừ vô cùng đến 1. Tại không thì một lát chúng ta đề cập sau ha. Ta xét cái hàm số f1x bằng căn bậc 2x trừ 1 là f2x bằng trừ căn bậc 2 của trừ x trừ 1 và các cái khoảng mở y1 y2, nhớ là khoảng mở ha, cái khoảng trừ cuối cùng đến 1 y2 chính là khoảng 1 đến trừ 1, nhầm ha, trừ cuối cùng đến
một đến vô cùng nha, vô cùng thứ hai là khoảng trừ vô cùng đến trừ một. À, chúng ta có nhận xét sau. Vì F1, F2 là các hàm số sơ cấp. Và lần lượt xác định cho Y1, Y2. Định trên các khoảng mở nha. Y1, Y2. Chúng ta sẽ có được các cái hàm số này, nó là cái hàm liên tục trên tập sơ đựng của nó ha. Nên F1 liên tục trên Y1. Viết tắt chỉ trên ha. Một. F2 liên tục trên Y2. Cái tính chất quan trọng của hàm số sơ cấp đó là hàm số sơ cấp xác định ở đâu thì liên tục ở đó, xác định trên đâu thì liên tục trên đó ha. Và chúng ta nhớ rằng là khi hàm f mũ trừ 1 á, hạn chế lên trên các khoảng mở này thì nó lần lượt nó bằng f1 với f2 nha. Chúng ta tận dụng tính sơ tính liên tục của hàm f1 f2, ta suy ra được sự liên tục của f mũ trừ 1 ha. Do đó f mũ trừ 1 liên tục trên y1 hoặc y2. Như vậy là f mũ trừ 1 nó liên tục trên r hiệu không ha. Còn tại không thì nó liên tục hay không thì chúng ta sẽ xem xét sau. Rồi, bây giờ đến lúc chúng ta xem xét cái sự liên tục của hàm số này tại không nha. Thì chúng ta rõ ràng điểm không chính là một cái điểm cô lập. Do đó, mặc nhiên cái hàm số sẽ liên tục tại cái điểm cô lập ha. Vì điểm không là điểm cô lập. Cụ thể chúng ta có thể minh họa cho cái điều này ha. Tồn tại là cái khoảng trừ 1 đến 0 nè, chứa 0 nè, và cái khoảng trừ 1 đến 0 nè, hiệu đi con 0 nè, giao với tập xác định nè, có hàm F nè, hàm F mũ trừ 1 nè, bằng rỗng nè. Chúng ta lưu ý rằng cái tập xác định của hàm F mũ trừ 1 chính là miền giá trị của hàm F nha. Ở đây D F mũ trừ 1 nè, tập xác định của nó nè, chính là miền giá trị của hàm F. Chính là khoảng trừ vô cùng đến trừ 1 hợp với tập hợp có phần tử không, rồi hợp những cái tập khoảng 1 vô cùng ha. Hết chỗ nên mình xuống dòng nha. Rồi, có một cái khoảng mà trong cái mình viết nhầm, khoảng trừ 1 đến 1 nha, chứ không phải trừ 1 đến 0. Rồi, chỗ này sửa lại. Trừ 1 đến 1. Trừ 1 đến 1. Có một cái khoảng mở chứa 0, và khi chúng ta bỏ 0 ra thì nó giao với tập xác định F mũ trừ 1 nó bằng rỗng. Do đó cái điểm 0 chính là điểm cô lập của tập xác định hàm F. Mình viết cho đầy đủ nha. Này thiếu nè. Điểm cô lập của D F mũ trừ 1. Nên mặc nhiên cái điểm này là hàm F liên tục tại F mũ trừ 1 liên tục tại điểm này. Nên F mũ trừ 1 liên tục tại không. Ở trên chúng ta đã chỉ ra được rằng hàm F mũ trừ 1 liên tục tại mọi điểm khác không rồi. Ta lại chứng minh được hàm F liên tục tại không nữa ha. Đây là 1 đi, này 2 đi. Tích hợp 1 và 2 chúng ta suy ra được hàm F mũ trừ 1 liên tục trên sinh của nó. Như vậy chúng ta đã hoàn tất cái việc chứng minh hàm F nó gián đoạn và chỉ ra được hàm ngược của nó liên tục.
Rồi. Ở đây muốn làm một cách đàng hoàng chính xác là chúng ta là có điều sau nè. Này hơi phức tạp một chút xíu mình bình luận thôi ha. Nhớ rằng là F mũ trừ 1 đó, để dễ mình đặt nó làm G đi ha. Thì ta có G hạn chế lên trên I1 nè, thì bằng F1 hạn chế lên trên I1 nè. À, từ cái hàm F1 là hàm số sơ cấp, F1 liên tục trên cho I1 nè. Thì chúng ta sẽ suy ra, nhớ là I1 là khoảng mở nha, suy ra F1 hạn chế lên trên I1 nè, liên tục trên I1 nè. Mà F1 hạn chế lên trên I1 cũng chính là G hạn chế lên trên I1. Thì chúng ta sẽ suy ra được G hạn chế lên trên I1, liên tục trên I1. Từ đó chúng ta suy ra G liên tục trên I1. Chúng ta cần phải biết được cái sự liên tục của cái sự liên tục của hàm hàm số và cái sự liên tục của hàm số được thu hẹp lên trên một khoảng mở ha. Thật ra ta có thể thay thế bởi tập mở ha. Rồi cứ như vậy chúng ta lập luận trên I2 ha, ta cũng có G liên tục trên I2. Chúng ta sẽ có được điều bên trên ha. Cái điều này hơi phức tạp. Rồi mình kết thúc ở đây ha.